Xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay shop linh kiện điện tử Đại Phú xin giới thiệu một cái bộ combo mạch. Thì đây mình đang test với cái bộ rì này ha, bộ rì đèn này. Rồi cấp cho qua mạch công suất Class D 420W. Thì nguồn mình sử dụng chung một biến thế này, một biến thế ha, vừa cấp cho mạch công suất và vừa cấp cho rì luôn. Thì cái rì đèn này đang sử dụng là AC 12V ha, 12V đơn. Thì đó, cái mạch này mình có lưu ý chút xíu là không được cấp DC nha, cấp DC thì nó sẽ không có chạy. Rồi có inel hay in nè, có cái mạch này đang sử dụng 2 bóng 6V1 và có một cái vôn tổng ở đây là dạng công tắc ha. Thì mình muốn tắt luôn nguồn thì mình chỉ cần vặn về min thì nó sẽ tắt luôn mạch luôn. Ok, đối với cái mạch này nó đã bỏ hết trong vỏ mica rồi, thì mình sẽ tiện trong cái việc bảo vệ mạch, hoặc mình có thể can thiệp vào một cái giảm thanh nào riêng, như vậy mình sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ok, mình đang test nhanh qua một cái thùng loa ha. Rồi mình sẽ bật nguồn ha, test nhanh hơn ha. Ok, đèn sáng này ha. Cái âm thanh nó không bị nhiễu.
đó là điều quan trọng ha. Cho vậy cái việc phối ghép là rất quan trọng ha. Khi mình sử dụng đèn thì mình phải nghĩ sử dụng cái phần công suất mà phải là phần nguồn thay sơn. Rồi mình test lại một thêm một chút xíu nữa ha, rồi mình sẽ dừng video thôi. Ok, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo quan tâm theo dõi video này ha. Thì để mua sản phẩm này mình có thể qua trực tiếp website Điều Kiện Tự Đẹp Phố.com hoặc là liên hệ qua số Zalo 0795795585 ha. Mình xin cảm ơn và xin hẹn trong các video tiếp theo hấp dẫn hơn. Xin chào ha.